bạn vẫn còn bị ám ảnh bởi những cục astrophol nhồi bông đến độ xà bông rơi xuống đất mà không dám nhặt. Bạn vẫn muốn có một thứ gì đó không quá đáng yêu để có thể quăng, quật, đấm, đá hay thậm chí là chà đạp mà không sợ hàng xóm dị nghị. Hãy đến với sản phẩm mới nhất của shop chúng tôi, Sky Plushy, thứ sẽ không dám động vào người của chủ nhân trừ khi họ là sâu ta và có thể phát ra những âm thanh vô cùng dễ thương. Ngoài ra, khi mua kèm combo siêu cấp của chúng tôi, bạn còn có cơ hội sở hữu 2 set sticker độc quyền kèm với những tấm cạc bo góc có giá trị ngang với mớ thẻ ATM âm tiền của bạn. Tối ra đường, ăn nhẹ, xách theo cục bông Sky E, cứ như là vua mang long bào. Đi ra đường, chó nhìn sợ không dám sủa. Ra phố đi bộ, các em gái thì tranh nhau xin chụp hình chung. Hội người yêu cũ thì đồng loạt đòi nối lại tình xưa. Bạn bè thì nhìn tôi phải cúi đầu nể 10 phần. Về nhà thì gia đình tự hào, hàng xóm thì ganh tị khi biết tôi là fan Sky E 20 năm. Đúng là vua của mọi loại fan. Rồi nhá, mua đi. Thôi, bây giờ chúng mình đi review tay nha mọi người. Let's go, đi review tay đi. Và mọi người hãy ở đây cho đến cuối buổi stream nha. Vì cuối buổi stream sẽ có chương trình service đặc biệt. Cuối buổi stream sẽ có chương trình service đặc biệt nha mọi người. Let's go. Đây là tay của Sa Mạc nha mọi người. Uầy, Sa Mạc có bàn tay trông mướt vậy ta. Ui là trời. Trông cũng có vẻ, gọi là các ngón tay trông cũng có vẻ dài và thon. Khả. Chắc là tay của Sa Mạc này cho điểm mướt. Cho điểm mướt nha mọi người. Tay này trông mướt. Tiếp theo, chúng ta có... chúng ta có đường chỉ tay à? Đây là tay của Mát Mắc. Đây rồi. Gọi là bạn là Tham Stam của kênh tôi. Ui là trời. Eo ơi, bonus lông chân là trông đã vậy ta. Hi hi. Mọi người đừng có cạo lông chân nha. Tôi thấy lông chân trông rất là... Kiểu trông rất là... trông rất là quyến rũ. Trông nó kiểu giống như là kiểu đôi bốt lông tự nhiên ấy. Mỗi một sợi lông là ba con quỷ ấy mọi người. Nhổ lông bây giờ mất nhiều quỷ lắm. Mỗi sợi lông khoảng 3 Sky E cái gì đấy. Sơ chỉ tay xin thầy Sky E cho chúng con xem tình duyên và sự nghiệp. Đây rồi. Nào. Để thầy xem tình duyên sự nghiệp cho các con nha. Bàn tay này sau này gọi là không giàu thì nghèo đấy, không lấy vợ thì lấy chồng. Tay này tôi sẽ cho điểm mịn nha mọi người. Đây là mịn đấy, thì đây sẽ là điểm mịn nha mọi người. Tay mịn đã. Là trời, cái gì vậy, cơm chó. Cái má chó ấy. Mẹ má ăn cơm chó. Bực mình ghê quốc gà. Tôi phải xem đây là tay của đứa nào ấy rồi. Tôi chửi. Để tôi mắng chứ. Không thể tin được các sầu của mình. Đã có người yêu thế mà vẫn thả thính mình. Đây là tay của Suwa. Ghê vậy ta. Gọi là con hàng bên cạnh trông cũng ngon đấy. Suwa con hàng bên cạnh trông cũng ngon đấy. Trông có vẻ như là tôi cũng biết con hàng này đấy. Ok thôi, nếu là Suwa thì tha nha. Suwa thì thôi không Suwa thì thôi không chửi nha. Không chửi nha mọi người, không chửi nha. Ma Suwa con hàng này trông trông mọng nước vậy ta. Con hàng này trông hợp lý đấy Suwa. Khờ. Đây thì tôi biết rồi mọi người. Đây thì tôi biết rồi. Cơm chó này thì nói chung là tôi được ăn rồi mọi người. Cơm chó này thì tôi ăn rồi. Và cho xin thêm bát nữa. Bởi vì nói không phải là điêu mồm điêu chứ mọi người. Tôi thấy là miễn là bé yêu cảm thấy hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc. Đấy. Thôi được rồi, điểm này thì cho điểm cơm chó nhá. Hơi cay một tí thôi mọi người, không có vấn đề gì. Mẹ cứ tưởng là, cứ ngỡ là fan ti nào cố tình chửi nhưng mà không ngờ lại là cháu yêu của tôi mẹ. Nhưng mà được, con hàng này trông được đấy Suwa. Được. Ok, đứa nào đây? Trời ơi, ui là trời, móng tay dài như thế này chắc chắn là chưa có người yêu. Khoan đã, từ từ, tay như này trông khá giống tay nữ.
đây là tay của bạn Quyên Thảo hay là Thảo Quyên gì đấy. Ui, tay trông xinh xắn, móng tay trông dài ghê. Móng tay như này là cần phải được chăm sóc rất là kỹ lưỡng đấy, và không cần phải làm gì cả. Tay như thế này thì chỉ cần đưa lên thôi. Tay như này thì em chỉ cần đưa lên thôi, hoặc là đặt ở trên tóc tôi là được rồi. Nhưng mà cái ngón tay hơi hư nha, cái ngón tay hơi hư nha. Sao lại chửi các bạn như thế nhỉ? Tay nách nha mọi người, nách nha. Tay này là móng đẹp mịn đấy, một điểm mịn nữa nha, mịn. Uầy, tay ai đây, ngón tay trông dài vậy ta. Ngón tay trông khá là thon mềm. Ui là trời, tay này trông đã vậy. Uầy, đây là tay của Bi nào. Lần sau tôi nghĩ là tôi nên bảo các sầu là các sầu nên đặt một cái gì đấy ở bên cạnh. Xong rồi để gọi là cho nó để phân biệt được xem mà độ dài ấy. Uầy, đã vậy ta. Tay này mà test đi thì thôi rồi. Uầy, tay này mà. Đấy, tay nó phải gọn gàng, móng miếc các thứ như thế này. Uầy, bạn này có quả tay trông chất lượng thật sự. Được. Cho điểm 10 nha. Tay này xinh vãi. Tay này có khá là nhiều điểm tương đồng với tay tôi. Chẳng qua tay tôi thì trông nó gầy hơn một tí. Uầy, tay này là mình giật cả mình cứ tưởng là tay mình cơ. Đây là tay của Nhân nha mọi người. Đây là tay của bạn Nhân nha. Uầy, tay con trai à? Uầy, tay con trai mà xinh thế. Ây da, gato, thực sự. Tay này mướt thế, tay mướt thế. Mảnh mai các thứ. Uầy, tay mịn thế này. Tay này mà chấm 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 thì chấm chấm chấm. Phải xem sòn mọi người ơi, tôi phải xem sòn thôi mọi người ạ. Tay đẹp quá trời, cháu biết chú muốn nói gì mà. Trời, các bạn đã hiểu tôi quá nhiều. Tâm trí chú chắc phải tâm tôi lắm. Thích. Xin lỗi mọi người. Cuộc đời mà, tại vì kiểu gần đây tháng nào tôi cũng phải đi nghiên cứu về mấy cái này để tôi vẽ mọi người. Và đi nghiên cứu thì mình phải đi tìm tư liệu các thứ. Dạo này đầu óc nó hơi không được sáng sủa cho lắm. Tiếp. Ui là trời. Uầy, bạn này có cái ngón tay trông đô thế. Cái ngón tay trông to thế trời. Đây là tay của bạn bạn Hưng. Bạn Hưng hay là bạn Dương ta, không biết nữa. Uầy, ghê quá, quay được ni lâu luôn, kinh vậy ta. Bàn tay của Lắc đâu, không phải của Lắc mà là ý tôi là của Sự May Mắn. Chứ tay của Lắc thì Lắc có gửi tay không vậy? Đây là tay của bạn Định nha mọi người. Đây là tay của bạn Định nha. Bàn tay này gọi là nhiều sự may mắn. Ai chưa có ni lâu thì ra hít này. Để tôi xem sao trông kiểu hơi tối quá, hơi sấp bóng quá. Tay này mà kiểu đấm mà kiểu tát vào mặt thì cứ phải gọi là lật ngửa ra đằng sau. Cái gì đây mà dễ thương thế này. Đây là tay của Ngọc Dũng nha. Ôi trời, Rasengan à? Đã vậy ta. Uầy, bàn tay trông khá là to. Chắc là điểm này phải cho điểm Weibo thôi mọi người ạ. Tay Weibo quá trời, edit cháy quá. Cho điểm Weibo nha bé yêu. Điểm này phải được điểm Weibo à. Ui là trời, tay ai mà xinh thế. Từ từ mọi người đợi tí, tôi phải đi check tên của bạn này. Tay của Bảo Trần. Là trời, what the fuck. Đang học luôn Tây Tiến. Chưa đủ 18 tuổi. Rút lại, không ngon. Nhà. Tay là tay có học thức nha mọi người. Bàn tay tri thức. Đây là tay của Hồng Hải Nhi Diêu nha mọi người. Học y bé yêu, học y. Đây là tay của Rex nè. Tay hơi bị khô nha. Xe tay tôi cho một tí nước bọt nè. Uầy, tay của bé yêu trông khô thế nhở. Đây, để tôi giúp bé yêu nào. Nào bé yêu xe tay ra. Uầy, chúng ta có tay của Bình Ngọc nha. Uầy, tay của Bình Ngọc trông đã vậy ta. Trước giờ tôi cứ tưởng Bình Ngọc là con gái chứ. Xong gì? Trông gân guốc. Ôi là trời.
từ từ phải hỏi xem Bình Ngọc đã đủ 18. Bình Ngọc đã đủ 18 tuổi chưa vậy ta? Để nhanh không là tôi, không là tôi mang tiếng à. 15. U là trời. Uệ. Uầy, sao mà tay của trẻ con bây giờ trông người lớn thế nhở? Ờ, tay của trẻ con này trông hơi lam lũ ấy. Tay này chỉ nên cầm bút thôi chứ. Cầm bút chứ đừng cầm những cái khác vội nha. Cầm bút đi. Ờ, tay này chỉ cầm bút thôi mọi người ạ. Cầm bút đi học đi. Sức mạnh lớn nhất của con người là đến từ tri thức ấy. Học học nhiều vào nha Bình Ngọc. Học nhiều vào nha. Mày thế may mà mình hỏi từ trước rồi. Tí nữa thì có khi là FBI bây giờ đang kiểu áp cửa, đứng ở phía ngoài cửa, đang kiểu áp tay vào cửa, kiểu chỉ chờ đợi tôi nói là tôi sẽ húp, là FBI gọi ập vào. Nhưng mà đương nhiên là tôi không húp, không húp nha. Chúng ta có tay của Nam Nguyễn. Uầy, tay trông to vãi, hỏi chấm. Uầy, tay này mà đánh vào mặt thì đúng là tay này mà kiểu nhỡ không may mà gây sự với Nam, xong rồi Nam kiểu nó tức lên, kiểu nó tát một cái là có khi mà gọi mẹ cổ lật ra phía sau. Ú là trời, ngon khủng lồ. Trời ơi, khủng lồ quá, Minasan ơi. Uầy. Tay này mà đấm một phát là liệm luôn mọi người, liệm luôn. Đây là tay của bạn Rin Rita. Ú là trời, cái gì vậy trời. Mẹ, điếu này là điếu Thăng Long đúng không? Mẹ, đau cái đầu tôi ghê á. Thôi, bỏ Thăng Long đi mà làm người, bé yêu ơi. Bỏ Thăng Long đi, tôi khuyên thật luôn, bỏ đi nhá, bỏ đi mà làm người. Bé yêu ơi, nếu như mà bé yêu muốn gọi là vào con đường này thì tôi khuyên là bé yêu nên quay đầu là bờ. Ồ, nói chung là quay đầu là bờ thôi. Cái phía dưới đang là gì? Phía dưới là sách giáo khoa đúng không? U là trời, cất cái điếu đi. Điểm này tôi cho điểm hư nhá. Trời ơi, Rin ơi, hư quá trời hư. Uầy. Kênh của tôi có bạn nữ à mọi người ơi. Otome. Otome này là bạn nào? Otome này là bạn nào? U là trời. Bàn tay này. Uầy, Otome là nữ đúng không? Yu là nữ đúng không? Kênh của tôi có bạn nữ. Ây, trông ngon thế nào. Trông ngon chết. Tuyệt vời luôn. Ui, nó lại còn hồng hồng. Tay đẹp quá vậy trời. Chị mới biết kênh chị có nữ à? Ừ, đúng vậy. Ui, trước giờ tôi tưởng là kênh tôi chỉ có là các bé trai, kiểu các bé Hồng Hải Nhi đam mê ông chú. Không ngờ là có bạn nữ, nhiều bạn nữ xinh như vậy. Ừ, đã quá. Liêm sỉ là gì? Liêm sỉ là gì hả mọi người ơi? Mình phải có liêm sỉ thì mình mới sợ mất. Mình mà đéo có liêm sỉ thì mình cứ thế mà mình ấy thôi. À khoan, từ từ. Có legal không Otome ơi? Otome đủ 18 tuổi chưa? Otome nhanh không phải tôi, không phải nước miếng của tôi nó chảy xuống này, nhanh lên. Cháu mới 13 tuổi. Từ từ mọi người đã ơi tí. Thôi xong. Từ từ mọi người đã ơi tí, tôi phải đi cạo lưỡi. Tôi phải đi cạo lưỡi. Làm trái tim không mọi người? Có một vài bạn vừa gửi hình trái tim cho tôi ấy, kiểu các bạn ấy làm hình trái tim thành một nửa ấy. Xong rồi bây giờ tôi đã... Chúng mình có thể chụp hình trái tim với nhau nha. Dạo này tôi đang hơi lười cắt móng tay một tí, là bởi vì cái cắt móng tay của nhà tôi không biết là nó đang ở đâu rồi. Dạo này tôi không tìm thấy nó ở đâu hết, nên là kiểu tôi cũng lười cắt móng tay luôn ấy. Xinh lắm. Hello, xin chào. Đấy, chào các cô chú à. Nhung ngoan không? Khéo donate đi con. Ồ, khéo donate đi con. Đứng nhau không? Mọi người ghép vào với tôi xong rồi mọi người úp lên cho tôi vui đi. À, thực ra có bạn vừa bảo là tôi mà biết búng tay á, thực ra tôi còn biết huýt sáo cơ mọi người. Biết huýt đúng kiểu các anh trai hay huýt các bạn nữ luôn. Đợt trước là tôi hay bị trêu cái kiểu đấy. Thế là xong rồi mấy lần nó huýt tôi là tôi quay lại tôi huýt lại nó luôn. Thế là xong rồi nó cười, nó nín thinh luôn khi tôi thấy tôi quay lại huýt ấy. Mọi người thấy chưa? Tay gân guốc ở trông có phải như thế này à? Ôi, trông gân đâu mọi người.
bàn tay này, gọi là yaoi hand. Vậy thôi nha mọi người ơi. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày gần nhất. Tạm biệt mọi người. Mua.